Bạn thử đưa lên mắt đấy. Rồi từ từ đã. Nằm im không? Có bị trắng. Nằm im nhé con ơi, ấy này ngọ nguậy lắm, khó lặn lắm. Nằm im. Con thả lỏng cho nó đỡ đau. Con này con khó lặn, nó đau. Cố gắng đi, theo đẹp trai. Cô đưa thuốc vào về, chỉ khó bôi thuốc vào nhá. Ừ. Để không phải lặn nhiều. Viêm đây là nó đau. Ôi, hình như thằng nó đóng cửa không mở cửa ra nữa. Ơ, cái cửa đấy có hôm mẹ không mở ra được thật đấy. Cái cửa cái đấy nhà mình bị dắt bị lỗi mà. Phải kéo nó vào trong cơ, phải biết kiểu ấy. Nhà mình mẹ còn, con làm biết nữa. Mẹ còn phải dùng mấy lần mẹ mới biết làm. Cậu sinh đâu cậu cậu hoạt chứ. Cả nhà ướt mãi không thấy cậu đâu. Sinh hoạt. Sinh đâu mà sinh, thằng hoạt. Sinh. Của hai cậu ấy vợ mãi chả ai nấy chán. Không lấy ai, không ai lấy thì khác hình nhau. Tao tao mẹ là vẫn ế vợ lại cái khác. Không ế vợ. Mình lấy người ta thì vừa vặn đi làm gì. Người cậu muốn lấy thì người ta lại không lấy cậu. Trai. Ôi, cố đây con ạ. Kèn nó viêm nó đau. Giống như anh ngày xưa ấy, nhiều tuổi rồi thì ngại không muốn đi tán gái thôi sao.
Thì nó đi làm được hai thằng ở nhà nói chương trình là mấy gì mà sáng như là cô này tuy thì người cậu thích thì người ta lại không thích cậu ấy, nó cũng phải hợp nhau. Chứ nhiều những người là mấy vợ trẻ đến nói vợ lấy là cái sau vẫn cứ lấy cứ đến duyên số nó đến. Nó hợp chứ như anh nhà cái đứa khách thì mình như thế yêu một cái con bé kia xong lúc thôi nó mãi rồi mình yêu cái đứa này phát này có bao nhiêu nhỉ, bao nhiêu tháng nó cưới rồi mà nó hợp nhau. Bao nhiêu người làm mai mối cũng không được. Nói chuyện như là kiểu như gặp nhiều đứa như kiểu nói chuyện nó kiểu nó không hợp nhau ấy. Cũng phải hợp nhau. Em xinh xinh gái hâm hâm rồi. Các anh đến tìm hiểu cứ một hôm là các anh chạy mất cả rét. Đàn ông thấy hâm hâm rồi. Nói chuyện vài hôm là hâm hâm sợ chạy mất cả rét luôn. Mở tiếng nhỏ để cho cô nhá, nó vào hết video. Và toàn thấy bọn này trêu chọc điện tử. Ôi, đây là bạn. Bạn ra tận đây, nằm im đi. Bạn này sao bạn cứ ngọ ngoại đi. Bạn cứ ngọ ngoại này, nằm im nào. Hôm nay nó cứ ngọ ngoại thôi, cả lúc chưa nặn nó cũng thế. Nằm im đi con. Nằm im nó dễ nặn. Ngọ ngoại nó rất là khó nặn. Nó càng đau. Cố gắng em, mình là thanh niên mà sợ gì đâu. Đấy, lâu nó không nặn à. Rồi. Lâu nó không nặn thì chắc nó không chịu được. Vậy cho mà. Các bạn hãy nặn nút cái này xong thì nặn cho các bạn. Ngọ nguậy quá. Phải nói nặn nút cái này xong nặn cho các bạn thôi. Nó ngọ nguậy lắm, khó lắm. Nó dùng cái video à. Cứ ngọ bên này, nó ngọ bên kia.
là cái thuốc gọi não. Thế là mình hạ thuốc, hạ không lấy được.